Hello, xin chào em. Chúc em cái ngày vui vẻ. Hôm nay được top 1 sự kiện web tin tưởng tiếp để giao về cái phần nhân phẩm đấy anh em ơi. Đợt này là xả búa anh em. Để mình vô nội thất mình coi thành tựu thì còn nhiều không? Ui, thành tựu cũng còn khá nhiều nha. Chế tạo nha. Rồi cái này danh sách coi. Danh sách thì không để anh MiH được vô hết ta. 2 4 6 7 8 9 10. Ra như vậy rồi. Chơi luôn nha anh em. Coi đợt này được bao nhiêu nhân phẩm nha. Gần 1 triệu mốt búa. Bấm cái ui 40 12 cái thẻ đỏ. Quay. Quậy trưởng ấy chứ. Vô thẻ đỏ đâu? Ủa, rồi sao lắc rồi? Ôi. Trời ơi, gì vậy ta? Danh dự đâu lấy lại mới được. Bột chị đẹp là món thứ 17 rồi, chị đẹp là được món thứ 17 rồi anh em. Ok, ồ anh ấy nè, một anh ấy đầu tiên nha. Lậm mình phải nghĩ ao gao vô á. Đây anh Ba Tô không biết món thứ bao nhiêu. Lậm ôi sao cảm giác nó cứ đen đen á ta. Nhưng không sao, nhưng không sao. Nay ra nào. Anh báo rồi. Anh báo là cũng một món đầu tiên thì phải. Này em bột tích ghê lắm nè. Ui. Không sao, nhân phẩm được đấy. Anh quạ này tiếp là anh Magasu. Kagasu chứ. Vô. Bò nè. Hợp lý luôn. Ủa mà mình chưa thấy nay thứ hai ta. Được anh San tạm. Anh San thì tạm anh em ơi. Ui được anh San nữa nè anh em. Sao ghê dữ ta. Ê anh này nha. Anh này nha. Được được hợp lý. Hai hai luôn nè. Ủa anh báo hồng với anh Kagasu luôn á chứ. Nhân phẩm xịn chứ bộ. Giỡn. Ông thầy dắt hai, ông thầy dắt luôn mà. Thôi nói gì nữa giờ. Anh em tỷ hai không anh em? Đẳng cấp chưa? Cái này bao nhiêu phần trăm ra ta? 4% ra đồ đỏ. Hai anh Kagasu nữa nè. Đó, đừng có giỡn nha. Ông thầy dắt nữa nè. Trời ơi, nhân phẩm ấy nói là tới nái luôn. Ôi thêm anh sàn với anh báo hồng nữa. Đó, nhân phẩm xả là phê chưa anh em? Xem coi top một lần xả 1 triệu mốt búa coi full được nay không nha. Ủa, anh Ba Tô nữa, không biết anh Ba Tô mấy món rồi. Danh sách. Anh Ba Tô đâu? Chị Bo với chị đẹp với Yugi 17 16 đúng không? 16 anh Nhân Bi luôn, anh Ba Tô 13. Ok, được anh San nữa nè, hợp lý. Mà công nhận anh San này nhiều thiệt anh em ơi, anh này đâu mất tiêu rồi. Nãy giờ trăm mấy ca búa rồi, mà có hai anh này vậy. Chị đẹp đủ 18 món luôn anh em. Đủ 18 món luôn nha. Xịn. Rồi, anh báo nữa nè. Ui, ít hai nữa đây, nhân phẩm hôm nay là phải... nói là chùm nhân phẩm luôn. Toàn gái thay. Ôi ra Sugar với báo nó lại thay anh em. Rồi ra chị bo thứ 17 nha. Chị bo món thứ 17 luôn anh em ơi. Ồ chị đẹp món thứ nhất tại 18 món xong rồi là reset lại á. Rồi gan xanh nữa nè.
này nó delay á anh em, chưa mỏi xong rồi phải bấm vài cái mới được anh báo. Ồ mình thấy này không thấy luôn á chứ vai. Không thấy anh ấy ra luôn. Ơ kìa. Mình tái chế mấy cái tím bớt đi. À, cái này có cái tím không đúng không? Rồi. Ok. Hoàng thất này thì nó có lục thức á anh em. Với lại mà kích đúng avatar nhân vật á thì nó sẽ được thêm cái là tóc nha anh em. Ôi anh báo anh ba tô công nhận là đúng đỉnh luôn á, toàn là hay không à. Chị đẹp ồ anh Jinbi nè, anh Jinbi chắc này cũng máu 17 đúng không? Bo với anh Jinbi máu 17 rồi. Đâu đỏ đâu hết rồi ta. Ui. Đỏ, đấy, ở đây là món thứ ba, mình điếm luôn. Có mỗi này là món thứ ba. Còn nãy giờ mấy tướng khác hơi nhiều anh em ơi. Ồ anh San nữa nè, anh San cả nhiều quá vậy. Ồ anh San nữa nè, anh San bao nhiêu món rồi? Để mình coi coi. 7 món à. À nãy giờ ra nhiều mới 7 món à. Sugar nữa nè. Ồ thêm chị đẹp nữa nè. Ui ra 2 món nữa nè. Ui Sugar với à đây anh em món thứ tư anh em ơi. Sugar với anh Kai Gasu. Quá đẳng cấp luôn. 300k búa mà mấy chục món rồi. Xịn rồi, đây Sugar nữa nè. Ồ anh báo với này nữa, này món thứ năm quá đã tuyệt vời. Trời ơi anh báo công nhận là đợt này mình xả công nhận là hên ghê á anh em. Anh em thấy đỏ từ lưu hồng dư luôn không? Mà mấy cái pha mà hai cái đỏ nhiều. 4 mấy phần trăm á. Rồi hoa này đen luôn. Ôi hoa nào ra đỏ cái mình chiêu mộ tiếp coi. Sao nó đen hoài ta. Đỏ nè. Ui. Khoảng 15k rồi đó. Chưa ra 21k rồi. Hoa này nó là 21k không. Ui anh này món thứ 6 hay thứ 7 vậy nè. Tuyệt vời. Ui hai nữa nè, hơn rồi anh em ơi. Chiều mộ ra cái đỏ ha, nó sẽ hiện hình cái đỏ trước đó, xong rồi từ từ nó mới ra cái món nội thất đó. Gan Bato, Bato chắc cũng sắp 18 món rồi hả. Ồ ra Sugar. Anh Sa nữa. Sa chắc chục món rồi. Ồ anh này món thứ 8 không? Anh này lên quá trời đã biết món thứ 8 không vậy? Rồi. Thứ 7 anh em ơi, vậy là nãy giờ anh Sa cái gì anh ai vẫn ít nhất á ha. Ồ oh, chị đẹp Hiyuri à. Hay à, ông này dắt nè. Ê anh này nè, món thứ 8 rồi nè. Ồ anh Jinbi nữa, anh Jinbi là 18 món luôn. Ủa vậy là anh này món thứ 8, anh Jinbi món 18 món rồi, nên đổi ai không ra, đỡ đây Sabo
À đó là đồ Kujan, đúng rồi, đó là đồ Kujan đi. Đồ Kujan cho đủ 18 món đi. Nổi với mẹ lớn nữa nè. Anh ca sư với anh Bato. Anh này món thứ 9 tuyệt vời. Hay Sugar. À, pha này biết được 18 món của này không ta? Ai đây chị đẹp? Hiyugi. Mình thì muốn là chiêu mộ hôm nay càng nhiều càng tốt, đặc biệt là đủ 18 món cho em bột. Ai anh Kagasu ra cũng nhiều phết đó chứ. Còn 600k nữa. Hồi nãy giờ là mình xả mới còn ít thôi. Nãy giờ chưa được phân nữa, mới gọi là 40% à. Sắp rồi đó. Sắp được phân nửa cái quá trình rồi. Mà tính ra được anh này đâu đó ấy còn nhận thông thạo nữa, nay đâu đó 8 món rồi đúng không? Ủa anh Kagasu nữa nè. Ủa anh Kagasu nữa đã. Anh này nét gì à Sugar? Mấy cái vị tướng mới á, không biết cái vị tướng nào sẽ lên 18 món nhanh nhất đây. Để mình coi. Anh Kagasu dẫn đầu 13 món anh em ơi. Thôi anh này thì thấp nhất 9 món. Nhưng mà ra đủ cho anh em 18 món là đẳng cấp liền. Lụm. Cái gì vậy? Phun tím. Gì đây ta? Phun tím ta. Gan báo anh Kagasu là món 14 á anh em. Nói chung là điểm danh theo anh Kagasu. Anh này món thứ 10 nè, quá là được luôn. Tám món nữa sẽ xong anh này nha. 7 món nữa chúng ta đếm ngược nào. Nhưng mà cũng phải để ý mấy món kia anh em coi nó đủ 18 món chưa, để đổi ra con khác nha. Quá 18 món á, ví dụ như chị đẹp á thì cần xài nhiều á thì vẫn xài, còn mấy cái con khác á chỉ cần một con mát thôi á thì quá 18 món á thì ui còn 6 6 này nữa thì phải đổi con khác cho nó đỡ, gọi là tối ưu hơn, tiết kiệm hơn, đỡ tốn hơn. Ai ra ca sư gì đẹp à, không phải ra anh này à. Ê này đây 5 món nữa hả anh em? Ôi công nhận là đẳng cấp luôn á trời. Anh này là bao nhiêu rồi? Đúng rồi, anh này lên 13 luôn rồi, thua mỗi anh ca sư thôi. Ê tuyệt vời. Quá là tuyệt vời anh em ơi. Ui anh San nè. Lên, anh báo hồng.
Này anh báo hồng nữa. Đây sugar nữa. Để mình coi coi con nào 18 món thì mình cho anh Mi hát vào nữa chứ. Đây. Cái chị đẹp thì phải lên hai chị đẹp hả? Nên là mình vẫn để lại. Còn mấy con kia, anh Ba Tô nè. Anh Ba Tô sắp anh Ba Tô chị Bo anh em sắp ba đủ món 18. Ồ. Chắc mình nghĩ là một chẳng muốn lên nữa đó. Chỉ có Sugar nè. Kagasu nè, là đổi thôi. San nữa nè. Ờ, với mấy cái con mà mình nghĩ là chủ lực á, meta nó kiểu như ngắn ngắn á, sẽ đổi á, còn mấy con hỗ trợ á, meta nó lâu dài á, sẽ để lại kiếm tầm 2 con á. U đủ chưa? Kuyan với anh Bato đủ chưa? Anh Bato đủ 18 luôn nè, anh Kuyan 17 nè. Rồi. Hay là Kuya anh cho một cái nữa đổi luôn. Ô, ông thầy dách nè, ông thầy dách thì vẫn chơi nhiều được á. Công nhận nhân phẩm hơn anh em, mình thấy ra hai cái liên tục luôn á. Nhưng mà anh ấy đâu rồi? Câu chuyện bây giờ là anh ấy nó mất tiêu rồi nè. Ui, ba luôn anh em. Phải trưởng thiệt. Ui da, ra anh Bato nữa nè. Ừ, anh ấy đây rồi, anh ấy rồi. Vậy là anh ấy còn 4 món nữa. Cái khi anh Bato kiểu như ảo lắm nha anh em. Nên mình thấy anh Bato vẫn tác dụng meta dài. Anh Jinbi đôi khi vẫn còn chơi được mà. Ờ, ông thầy dách nè, anh Kagasu thôi. Kagasu 16 báo 15 nè, lên hai này xong đổi BH với mẹ lớn vô. Cho gần đủ rồi kìa. À, anh Bato nữa nè. $300k nữa. Để mình quay xuống 300k đi rồi mình sẽ mở thẻ coi. Mở thẻ thì nó dễ ra mấy cái con 17, 18 hơn. Kinh nghiệm của mình là vậy anh em. Ồ, ra chị đẹp nữa nè. Ồ, ra chị đẹp chắc có gần đủ X2 luôn á chứ. Ây da, ra Sugar nè. Sugar gần đủ chưa? Chết, cái này 16. Ba con 16 rồi, giờ mở cái này nha. Anh San nè. Ok, để có bao nhiêu, anh San bao nhiêu? 16, 12 à, anh San 12 à, nãy giờ anh San tưởng ra nhiều. Bato Kagasu nè, 17, Kagasu 17. Ồ, anh Bato. Kagasu 18, ok. 18 anh Kagasu rồi ha. Ok. Đó, hai anh Mi Hát. Hai anh Mi Hát, ok. Đó. Rồi, tuyệt vời. Ôi ra anh Bato tiếp. Công nhận mở thẻ ra mấy món 18 nó dễ anh em. Bây giờ là mình tái chế cái này cái. Từ từ rồi mình ra mình nhận thành tựu nè. Nhiều chứ. Nhận lên nhận lên chắc cũng 6 mấy k kìa. Bây giờ anh này lên 16 đi. Rồi mình sẽ quay này lên 16 đi. Rồi mình sẽ mở thẻ. Mà không biết khó lên đó chứ. Ai da, anh Bato ra nữa nè. Ồ, anh báo nè, anh báo gần đủ rồi anh em ơi. Anh báo gần đủ nha. Anh báo đủ xong đổi mày lớn quá. Nè, anh báo 17 rồi nè. Hai đồ của Giang cũng 17, chị Bo cũng 17 rồi. Ông này dách. Ô, chị Bo đủ 18 luôn rồi nè. Ông này dách nữa nè.
Ồ chị đẹp nè. Ồ chị Bon đó nè. Gà này đâu rồi? Sugar. Sugar thiếu một. Đúng rồi, Sugar thiếu một. Idol của Danh thiếu một. Anh ấy ừ. Anh ấy đâu rồi? Gà chị Bo khá là nhiều. Rồi bây giờ mình nghĩ là mình mở thẻ xong là lên anh ấy 18 luôn á chứ. Anh ấy 16 rồi. Ê, đây 17. Ok chưa? Một anh ấy nào, đi gáy là to to liền á. Thôi nhân phẩm thôi là anh Mi Hắc nè. Xong rồi. Tìm anh ấy thứ 18. Ok. Mi Hắc ra nhiều quá à. Ôi chị đẹp, hãy chính xác anh ấy, hãy chính xác, thấy có tương lai rồi nhưng mà không phải nay anh em. Ủa nay cho bột lên 18 nữa đã đỉnh luôn nè, mở cái nữa. Ôi được cái thẻ đỏ nữa nè anh ấy. Nghe chị bo khá là nhiều vậy, Bato nữa nè, thầy dắt nữa nè. Ủa ông thầy dắt đủ 18 món chưa? Ông thầy dắt đủ 18 luôn rồi nè. Ôi chị bo 31 luôn rồi, chị đẹp 35, chị đẹp còn món nữa là mát hai chị đẹp. Chị đẹp còn một món nữa là mát nè. Anh báo với anh này cũng gần 18 rồi nè. Chị bo 32 nè. Ông thầy dắt dẫn lên. Ủa ra ông thầy dắt ba ông liên tục luôn rồi, chị đẹp. Ôi chị đẹp mát rồi anh em. Ồ, chị đẹp mát đó 36 rồi, rồi mình nghĩ là đổi bài lớn đi. Ủa Sugar 18 món luôn nè. Ồ qua 19 luôn nè. Thì mình đổi ai vậy? Ai à, đổi nhìn bi hả? Bình tĩnh đây coi coi. Ừ bỏ chị đẹp vô tiếp đi. Sugar là đủ rồi. Cho chị đẹp vô tiếp đi. Quay tiếp coi ra này món 18 không? Mình tính nay món 18 rồi mình sẽ dừng lại. Còn lại cho bột xử lý đi. Rồi mình sẽ đi test nay của bột thử cho anh em xem ha. Thầy dắt nữa nè. Nhưng mà mình thấy khó quá vậy. Bọn Mi Hắc nữa nè. Lại là gan Mi Hắc nữa nè. Ủa gọi này tôi đâu? Anh này đâu ta? Cần lắm anh này ở thời thời gian này, cái thời buổi này hay là thời gì ta? Thời điểm này, ừ đúng rồi, tự nhiên nhớ quên cái từ điểm. Anh này ơi. Gì vậy? Hai phát full tím vậy? Thiệt á? Này. Lại ra chị đẹp nữa. Ê, anh em cho rồi. Anh em món 17 không dừng luôn rồi. Ê, không giỡn nha. Đưa anh em đây. Anh em món 17 cái dừng lại luôn rồi. Anh ấy. Ủa, anh Mi Hắc bao nhiêu rồi? Anh Mi Hắc lên vèo vèo em 13 à. Anh báo cũng không thấy luôn. Anh báo cũng không thấy luôn. Hay chứ. Lên. Ủa này dách. Khó anh em ơi, tự nhiên thấy khó khó rồi đó. Sao tự nhiên 17 món dễ quá trời dễ luôn mà món thứ 18 của anh này khó như vậy ta? Cả anh báo nữa nè. Đó, mình làm ba phát đây mình mở rồi. Này phát này mở cái. Anh ơi. Ra mẹ lớn với anh Ba Tô luôn anh ơi. Anh ấy để mình trả kèo cho em bột coi. Giỡn hoài ní. Đồ của gia anh đủ luôn rồi nè. Giờ mình sẽ đổi đổi khác đi, đổi ai giờ anh gấu đen đi, đồ gấu đen vô đi.
Hay đỡ nhìn bì tiếp ha. À, để mình hỏi bọt coi Jinbi hay là Gao Đen. Ok thì là sẽ lấy Jin ha. Rồi ok. Cũng phân dân. Phân dân thì đi hỏi chắc. Ây da, chị đẹp không phải là anh này à. Anh này đâu, anh Jinbi. Yeah. Lộn anh em. Ok, xong kèo. Phải như vậy đó, phải như vậy đó. Trời ơi. Trời ơi, quá tuyệt vời anh em ơi. Đây, 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 anh này của tôi đâu. Anh này đâu, anh này đâu, anh này đâu. Uầy, anh này không có đây luôn hả? Ờ, vô. Nè, tháo đồng bộ lắp tôi động. Ui, đã dư ta. Để còn dư lại cho bột chiến đi. Mình thì hiến như đây cũng được rồi. Đây đây còn dư nhiêu đây, chụp lại cho bột. Ok, rồi đi test anh này của bột thử nha anh em. Nãy 6 máy cũ hả? Lên 64 cũ. Đó, lấy lại danh dự nhân phẩm nó phải như vậy chứ. Quay cái mũ 100% công luôn ha. Đá 37% công ha. Chiến, Haki được full công rồi luôn, ok, chiến. Rồi, thử anh em. Thử chơi thử này của bột coi. À, trước test gâu đen ha, giờ bỏ này vô ha. Này có mỗi này gây đam luôn hả? Ổn gì ní. Nhưng mà sao mấy cũ. Wow, này chưa gì hết anh em thấy không? Full nổ. Chị bao búp cho cái là chị đẹp đâu, búp cho cái là. Đó, chơi team này bảo kê này á. Ở này sao? Xíu. Một skill bên kia hồi sinh chưa? Ủa bên kia không hồi sinh luôn mà. Khó chịu ha. Khỏe thiệt luôn. Ê, để mình cầm đi test mình luôn đi. Mình bữa mình cũng lên E5 mình thử mình test với bồ rồi nhưng mà thật sự cái mình quá không có loại bột. Bột khỏe lắm nha, đừng thấy cộng 500 vậy chứ hơi bị khỏe anh em ạ. Bánh không lại đây, đây test lại cho đem xem nè. Nói chung là cuối cùng cũng đủ 18 món rồi, mình sợ không đủ 18 món thì kỳ. Đó, nhưng mà đủ 18 món anh này là hoàn thành nhiệm vụ rồi anh em ơi. Nay là vui vẻ rồi hả? Mà cũng may ra nay ra anh báo thì hơi buồn thiệt. Nghe anh báo hồng mà vậy là hơi chon thiệt. Nhưng mà ra nay là ok rồi. Anh em thấy hay cho mình một like, một đăng ký ủng hộ nha. Đó, một comment ủng hộ luôn cũng được. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ôi ôi, cái này mình có mỗi này anh em nên bị bên kia. Bên kia có anh báo cứ quánh vô này bên này hoài. Nếu mà chơi hai đam thì bao ăn luôn á. Mình đang test thử một anh này, bọn này không biết sao nữa. Kích nổ nội tại không đây. Lụm hết luôn kìa. Ghê thiệt sự. Quá đã đây mà này 60 mấy củ công mà. Đấy, 60 mấy củ công một skill anh em phái phái liền, còn nay còn full nguyên tem luôn. Quá khét. Anh báo, ây à, bên kia còn anh báo. À ha, còn anh báo dưới này. Anh này mười mấy củ còng mà gặp anh này 6 mấy củ còng. Có khét liền anh em. Anh báo được rồi sao, anh báo là kiếm anh này. Này là đi hồi sinh. À có nó tải rồi anh em. Phải trưởng thiệt. Đúng là mà mình chơi mình xoay quanh anh này rất là trâu nhưng mà kiểu như không có đủ đam. Để kích nội tại bây giờ bỏ anh báo vô coi, anh báo này 300 mấy củ lực chiến luôn nè. Rồi, thử nè, thử lại nè. Hoặc là bỏ anh Shan vô cũng được, tùy anh em thôi. Nếu mà anh Mi Hắc quá khỏe thì bỏ anh Mi Hắc vô cho nó ngầu. Anh Mi Hắc mà sẽ bét Kaido, bét dòng Shan anh em. Blue Dragon. Đó, xài vậy nó mới khét liền.
anh MH cứ xài vậy lụm một thành viên ha, xong cái để này kích nội tại lên thì thôi cháy ơi là cháy luôn rồi chứ. Bảo nè, búp. Sao có vẻ hai bên khá là trâu à, bên đây có Zinbi mà mình không để Zinbi, mình để ai ta? Mình để ông thầy Jax. Ủa, bên kia cũng có ông thầy Jax mà. Có gì đó sai sai đó anh em ơi. Test vậy hơi báo em bọc quá. Thôi, mình sẽ thử bàn khác đi. Test hồi báo em bọc nữa. Ê, bàn này bao nhiêu em ba hả? À đây đây đây. Ồ, trúng trúng hạm mà bạn này ghê chợ. Có nay năm luôn nè. Thử đi, đi và bỏ anh xanh cho kích nội tại cho nó dễ anh em. Trong tám mấy cũ, trong tám mấy cũ, ok. Rồi ok, thử vô, dứt. Clip hôm nay hơi dài luôn á. Thử nay 18 món. Nghe anh em 18 món nội thất á, thì nghe còn được, anh em kêu kiểu anh em 18 món nghe nó cấn cấn á. Bên kia hồi sinh không? Không hồi sinh à. Rồi anh xanh skill nó đi sao? Công nhận anh xanh của em bột phé quái trưởng anh em. Ghê ghê ghê. Nói chung là đợt này nhân phẩm ok, cũng giúp được bột. Để bột đủ 18 món ngay. Hồi trước nhớ nay Sabo giúp cho bạn God, thế là cuối cùng không được, ngại quá trời ngại. Nay giúp được bột lại rồi, cũng vui. Đỡ dính cái mét gấu nhỏ này mà lâu lâu thì vẫn dính thôi. Nhưng mà mấy cái quan trọng như này là không nên dính. Bên kia vẫn có anh báo ha, combo anh báo với này cũng ghê bộ. Ủa mình tính là ok xong rồi đó nhưng mà vẫn còn anh báo bên đây. Hét thiệt. Chiu. Mình còn anh này với anh Sàn luôn, anh Sàn nhưng mà anh Sàn quánh báo đôi khi anh né anh em. Ừ pha này không né nè. Rồi xong luôn, đi luôn mà né gì nổi nữa. Quá khét. 10 tỏi, anh Sàn 6 tuổi mấy, anh này 2 tỏi rồi. Hôm nay xin phép với anh em mình sẽ làm clip tiếp thôi. Cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ rất nhiều. Xin chào anh em, hẹn anh em vào những clip tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều, xin chào anh em.